Xin chào tất cả các anh em, mình là Công đến từ District M. Hôm nay thì mình lại quay lại với một sản phẩm của thương hiệu House of Maclay. Đó là chiếc mâm than Straight Up Wireless. Thì với cái chiếc mâm than này, kể cả từ phần bao bì cho đến tất cả các chất liệu làm ra chiếc mâm than này đều là những vật liệu bền vững, thân thiện với môi trường. Vậy thì với cái độ khó trong cái vật liệu như vậy, chiếc mâm than này nó sẽ có những cái đặc điểm gì, ưu điểm gì và những cái tính năng nào? Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em xem nhé. Vậy thì đi sơ qua cho anh em về cái chiếc mâm than này. Thì chiếc mâm than này nó sẽ có sở hữu một vài công nghệ khá là đáng tiền với một giá cả phải chăng, như là kết nối Bluetooth. Thì tức là bạn có thể kết nối Bluetooth mâm than với cả loa hoặc là chiếc tai nghe của mình ha. Chiếc mâm than này mặc dù với giá thành như vậy nhưng nó đã có tích hợp sẵn công nghệ anti-skidding, là công nghệ mà tránh cái việc mà kim trượt ra ngoài khi mà kim nó đang đi dần vào trong tâm của đĩa. Và sau đó thì chiếc mâm than này cũng sẽ được trang bị là những cái chân chống rung. Vậy thì cái ấn tượng đầu tiên của mình về chiếc mâm than Straight Up Wireless này là nó có một cái bao bì cũng khá là đặc biệt. Thì cái hộp bên trong của nó thì sẽ được bao phủ bởi một cái tấm ở bên ngoài ha. Và trên cái tấm này thì mình sẽ có khá là nhiều hình ảnh và cái phần thông số ở đằng sau cũng như ở bên cạnh. Thì những cái hình ảnh ở trên cái tấm bìa bên ngoài này cũng có chất lượng khá tốt, nhìn khá đẹp với cái màu sắc nó khá nổi bật. Có một chi tiết nhỏ là cái phần quai sách ở đây chúng ta có cái chữ Maclay được in chìm ở trên quai sách, khá là hay ho. Phần vỏ hộp phía trong thì cũng không gì nhiều, chúng ta chủ yếu là trên các mặt là chúng ta có logo của Maclay, tên của chiếc mâm than Straight Up Wireless và một số cái thông số của nó. Bây giờ chúng ta đến phần mở hộp. Thì trong hộp chúng ta có cái phần mút xốp để bảo vệ. Chúng ta có chiếc mâm ở đây. Chiếc mâm này được bọc trong một cái phần vải. Trong hộp thì chúng ta cũng có một tấm thảm chống trượt làm bằng chất liệu silicone regrind, là một chất liệu riêng của House of Maclay, làm từ những phần vật liệu silicone vụn trong quá trình sản xuất sản phẩm cũng như là quá trình thu lại những cái đồ mà người dùng đã sử dụng. Thì có tấm thảm này nó sẽ giúp cho cái đĩa của bạn không bị trượt một cách vô định ở trên mâm, mà nó sẽ có độ ổn định và như thế sẽ giúp cho âm thanh nó trở nên cân bằng hơn và nó sẽ không bị những cái tình trạng như nhiễu hay là trượt bài hay là bị nhảy qua trước hay nhảy ra sau. Tiếp theo thì chúng ta có một chiếc thớt bằng nhôm. Thì chiếc thớt này sẽ có tác dụng là đặt lên cái bệ của mâm than và được cái motor kéo cho nó quay. Nhôm cũng là một cái vật liệu mà khá là dễ tái chế và có thể tái chế được rất nhiều lần. Đấy, bạn có thể thấy ở mặt dưới ở đây là chúng ta có một cái logo in chìm của House of Maclay ha. Và chúng ta có sẵn là cái dây cura được lắp sẵn ở trên mâm. Một phần khá là hay ho khác là chúng ta có cái tấm vải phủ. Tấm vải phủ này có tác dụng là khi mà bạn không sử dụng đến cái mâm nữa thì bạn có thể phủ lên cho đỡ bụi. Thì tấm vải này được làm bằng chất liệu là rewire, là cũng là một loại vải riêng mà House of Maclay đã chế tạo để đưa vào các sản phẩm của mình. Còn lại trong hộp thì chúng ta sẽ có một vài thứ nhỏ nhỏ như là tạ đối trọng. Tiếp theo là một vài sợi dây, như là đây là một đầu dây 3.5 da dây RCA, dây cổng optical sang cổng USB-B để chúng ta có thể thu nhạc vào máy tính. Tiếp theo là cái cục nguồn và các cái đầu adapter cần thiết để bạn chuyển tùy thuộc vào quốc gia của bạn. Bây giờ mình đã tháo chiếc mâm ra thì ở trong đây chúng ta sẽ có đi kèm với chiếc mâm này là một cái 45 RPM adapter. Thì bạn có thể dùng cái này để sử dụng để chơi các cái đĩa mà có tiêu chuẩn quay là 45 vòng một phút. Thì một số cái phần đặc biệt của chiếc mâm này là phía dưới đế của nó có một cái đế chân chống rung với cái chất liệu silicone, là cũng là silicone regrind giống cái tấm thảm chống trượt. Rồi phần bọc cái bệ dưới mâm than này thì nó được làm bằng vải regrind. Thì trên mặt chiếc mâm than này thì được làm bằng chất liệu bằng tre. Thì có một cái bề mặt nó khá là nhẵn nhủi ở đây. Và nếu bạn nhìn kỹ ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy các cái vân gỗ tre. Thì tre là một trong những vật liệu gỗ mà lớn rất là nhanh, cần rất ít sự chăm sóc mà nó vẫn có thể tăng trưởng được đến cái mức mà chúng ta có thể thu hoạch và làm sản phẩm được. Cũng ở trên chiếc mâm than này thì chúng ta có một chiếc cần bằng thép không gỉ ha. Đấy. Và nếu mà bạn có thể thấy ở đây thì ở bên cạnh chiếc cần này chúng ta có một câu quote của Bob Maclay được in lên cần. Và trên chiếc cần này thì chúng ta cũng có thấy là khắc cái logo Maclay ở đây và cái phần giải ba màu của logo. Ở đây chúng ta có phần cần gạt để chúng ta có thể nâng được chiếc
cần này lên xuống một cách nó nhẹ nhàng hơn và chính xác hơn. Phần núm vặn ở đây sẽ là cái núm phần chỉnh cái độ nhạy của anti-skating, cái độ chống trượt. Và ở đây chúng ta có là phần công tắc của chiếc mâm than, thì chúng ta có thể chọn chế độ 33 vòng trên 1 phút, nên nó chính xác hơn là 33 1 phần 3, hay chúng ta chọn chế độ 45 hoặc là off. Thì bên cạnh đó thì chúng ta có ở đây là phần kết nối Bluetooth. Trước mặt đây thì chúng ta có cổng kết nối 3.5A, thì cái cổng này bạn có thể cắm dây 3.5 vào một cái loa khác hay là một cái tai nghe khác. Đấy, và đây là phần chỉnh vụ âm lượng cho chiếc tai nghe. Một chi tiết mình thấy rất là đẹp ở đây đó là cái phần logo trên mặt này in khá là tinh xảo, hình như đây chất liệu in sinh kim loại ha. Thì chúng ta có logo Marley và số 02061945, nó sẽ là ngày sinh của Bob Marley. Ở mặt sau chúng ta sẽ có một cổng RCA out, một phần công tắc preamp phono, thì tức là cái mâm này nó có tích hợp sẵn phono ở đây, thì bạn có thể là sử dụng sẵn cái phono của mâm và sau này có thể nâng cấp tiếp thêm một cái phono khác ở bên ngoài tùy theo cái gu nhạc của bạn. Tiếp theo chúng ta có một cái cổng optical, thì tức là bạn có thể thu nhạc từ đĩa than của bạn và chuyển nó thành nhạc số để tiện lợi hơn trong phần nghe. Hiện tại thì mình vừa setup xong chiếc mâm than này, thì anh em có thể để lại like và subscribe để mà có nhận thông báo khi mà mình ra cái clip về hướng dẫn anh em cách setup chiếc mâm than Stardust Wireless này nhé. Nói về một số công nghệ của chiếc mâm này thì có một cái khá là hay là chiếc mâm này có cái phần auto start và stop, thì khi mà mình đang ở vị trí chơi, mình đưa chiếc cần vào bên trong thì nó sẽ tự động quay cái đĩa mâm than. Và nếu mà chiếc cần nó nằm ở vị trí gần với tâm của mâm than khi đã kết thúc thì nó sẽ tự động nó dừng lại và nó không quay nữa. Thì cái việc này nó sẽ tránh cho cái việc là bạn bỏ quên chiếc mâm than và cứ để máy nó chạy hoài và nhiều khi là mòn đĩa và hư kim. Thì đi kèm với chiếc mâm này là chiếc kim AT3600L của Audio Technica, là một cái kim khá là tiêu chuẩn, dễ kiếm. Nó cũng cho ra một cái âm thanh với chất lượng nó phù hợp với một cái người mà mới tập chơi. Nếu mà bạn tìm kiếm một cái mâm than nhưng mà mới bắt đầu thì mình nghĩ cái mâm này nó sẽ khá phù hợp, bởi vì nó cũng có nhiều cái cổng kết nối. Bạn có thể kết nối qua cổng RCA chia trái phải hai loa hai bên, hoặc bạn cũng có thể kết nối Bluetooth qua phần Bluetooth ở đây. Và bạn cũng có thể, nếu mà bạn không muốn làm phiền bất kỳ ai hay là chỉ muốn đeo tai nghe và bỏ quên thế giới bên ngoài, thì bạn có thể cắm tai nghe qua cổng 3.5 hoặc là cũng có thể kết nối Bluetooth với tai nghe luôn. Thì việc mà chiếc mâm than Stardust Wireless này nó có tích hợp cả phono bên trong cũng như là có một phần kim có thể thay thế được, thì nó là một cái sự khởi đầu rất là tốt khi mà những bạn nào mới nhập môn về việc chơi mâm than, thì không cần phải lo tới việc là mua phono bên ngoài ra sao, cái gì hay là sử dụng kim nào nó phù hợp với cái mâm than của mình. Mà sau này thì bạn vừa có thể là sử dụng cái mâm than này từ lúc bắt đầu và từ từ nâng cấp lên những cái phono mới hơn hay là những kim mới hơn để phù hợp với gu nhạc của bạn. Sau phần đập hộp và đã qua sử dụng thử một xíu thì mình cảm nhận thấy chiếc mâm than Stardust Wireless này là một chiếc mâm than đặc biệt ở nhiều khía cạnh, từ phần chất liệu bao bì cũng như là chất liệu làm nên sản phẩm đều là những chất liệu tái chế. Và cũng như là chiếc mâm than này sở hữu nhiều cái tính năng kết nối như là RCA, Bluetooth hay là cổng 3.5, và kết hợp với những cái công nghệ chống rung và chống trượt ở ngay trên mâm, tích hợp sẵn phono và cái bộ phận kim có thể thay thế được, thì cái chiếc mâm than Stardust Wireless này sẽ là một sự lựa chọn rất tuyệt vời dành cho những người mới chơi. Với tầm giá 8 triệu và tất cả những cái đặc điểm về tính năng và cũng như về lifestyle của chiếc mâm than này, thì mình nghĩ đây là một sự đầu tư rất là tuyệt vời rồi. Thì link cho chiếc sản phẩm Stardust Wireless này của House of Marley mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Nếu anh em nào có thắc mắc gì thì hãy để lại comment và hãy like và subscribe cho video này để mà nhận thêm những cái thông báo mới nhất từ District M về những sản phẩm hay những project sắp tới. Xin chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.